Em xin chào tất cả các bác, em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm, đấy là lốc điều hòa của Hyundai Elantra và Kia lắp chung. Đây em đang cầm để giới thiệu sơ qua mọi người tổng thể của con lốc. Như em cũng đã giới thiệu với mọi người về một số dòng lốc của xe đời cao thì nó được điều khiển hoàn toàn từ bằng van điện, nó không có chạy buôn điện như các dòng đời cũ. Buli của con này thì nó là bản 6BK và đường kính của nó là 127mm. Đây là bốn chân bắt ốc của lốc. Đây là bích đường hồi, bích đường cao. Đây, anh em nhìn sơ qua tổng thể về một cái lốc. Anh em có nhu cầu cần tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333 hoặc là 0366495112. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế sửa chữa tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số điện thoại là 0856727222. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Bây giờ em sẽ cầm cái lốc lên để cho anh em nhìn tổng thể lại một lần nữa. Như em đã nói thì hàng này thì là hàng của nhà máy STL của Trung Quốc. Hàng này là trước khi đưa ra thị trường thì họ đã kiểm định chất lượng rất là ok. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Em xin chào ạ.